Thưa quý vị, toàn tỉnh có khoảng 5.700 tàu cá với tổng công suất hoạt động gần 1,5 triệu mã lực. Trong số này thì có gần 2.900 tàu đánh bắt xa bờ. Trước dự báo mùa mưa bão năm nay phức tạp khó lường, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng việc kiểm tra giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá, bố trí khu neo đậu tránh trú bão hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân. Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt thủy sản lớn của tỉnh với gần 2.140 tàu cá, trong đó hơn 830 tàu hoạt động xa bờ. Để đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển trong mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị như Ban Quản lý Cảng Cá, Biên phòng, thông tin tuyên truyền tới ngư dân về các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mưa bão và thời tiết bất thường trên biển. Với kinh nghiệm hơn 30 năm bám biển, ngư dân Lê Hoàng Khanh, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu cho biết, những năm gần đây thông qua sự hướng dẫn hỗ trợ lẫn giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, ngư dân đã đầu tư nhiều trang thiết bị đảm bảo an toàn cho tàu cá lẫn thuyền viên, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo hơn cho mỗi chuyến ra khơi, nên các sự cố tai nạn do mưa bão giảm hẳn. Thì này, bão đồ với mưa gió nhiều, nói chung là tụi tôi ra bây giờ phải trang bị là tôi phải chắc cú là được. Đại khái là phải cố gắng là làm sao cho nó ổn để tránh đi những cái trục trặc ngoài biển để cho nó tròn chuyến đánh bắt. Sau khi có cái thời tiết bất lợi về bão vào thì lực lượng chức năng sau khi làm cái thủ tục cập cảng cho tàu cá theo đúng quy định thì bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tàu cá ra khu vực neo đậu theo đúng cái quy định để phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn các cái phương tiện tàu cá. Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc hiện có khoảng 439 phương tiện với khoảng 1.537 thuyền viên đánh bắt trên biển. Để đảm bảo cho các tàu thuyền và ngư dân an toàn trong mùa mưa bão, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương đã tuyên truyền hướng dẫn ngư dân tuân thủ các quy định về đánh bắt khi xảy ra thiên tai mưa bão. Trạm biên phòng cảng cá Bến Lội Bình Châu phối hợp với lực lượng kiểm ngư, thanh tra thủy sản tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ tàu cá trước khi xuất bến và chỉ cho phép phương tiện ra khơi khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Trước khi tàu xuất bến thì sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ, thủ tục của phương tiện. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ và con người cụ thể trên phương tiện thì bộ đội biên phòng sẽ kiểm chứng và xác thực cho phương tiện để đủ điều kiện để ra khơi. Những cái phương tiện mà không đủ điều kiện ra khơi thì sẽ lập biên bản xử lý và báo lại cho văn phòng đại diện thanh tra nghề cá cũng như báo về cấp trên để có các phương án xử lý. Sau khi mà xử lý xong những cái phương tiện đó thì sẽ tạo điều kiện để giúp bà con được ra khơi bám biển. Thì trước hết thì tàu chúng tôi thì trang bị là những thiết bị giống như máy liên lạc tầm xa về bờ, những thông tin của thời tiết để biết những vùng bão để mình tránh. Thứ hai nữa là chúng tôi là phao cứu sinh như áo phao, rồi những cái gì cần thiết trong những sinh hoạt của người biển nhé. Thì còn ngoài ra thì quan trọng nhất là những cái máy liên lạc về bờ và những cái thông tin thời tiết của đài thông tin trên hải người ta đưa ra, nó cảnh báo để chúng tôi tránh cái vùng đó ra. Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 khu neo đậu tránh trú bão cho ngư dân, gồm Cửa Lấp, huyện Long Điền, khu vực sông Dinh, thành phố Vũng Tàu, cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bến Lội, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo. Trước mùa mưa bão năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu cá, trong đó yêu cầu các ngành chức năng địa phương kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên, đảm bảo các tàu cá khi xuất bến phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và các điều kiện theo quy định, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Trong đó có phương án kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn khi có thiên tai, thời tiết xấu.